chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài của My, chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và kiểm tra hào quang khí chất của bạn hiện tại như thế nào nhé. Mình chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá, trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ, tụ 1. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 biết hào quang khí chất của tụ 1, aura của tụ 1 đang toát lên điều gì. Bạn nhận được một lá bài là She of the Lotus. Tụ bài số 2, xin vũ trụ cho tụ 2 biết được vần của hào quang khí chất của tụ 2, aura của tụ 2 đang toát lên điều gì. Aether, ok. Wow, lá bài này đẹp quá. Tụ bài số 3, xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 3 biết vần hào quang khí chất aura của tụ bài số 3 đang toát lên điều gì. Bạn nhận được một lá bài là Loving Compassion. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn, tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem aura của các bạn. Aura là một cái vần hào quang nó bao vây xung quanh mình, một cái năng lượng hào quang nó bao vây xung quanh mình đấy các bạn. Cho nên là chúng ta đang xem là với cái năng lượng đó, những cái gì nó tác động đến các bạn, tạo ra cái aura này của các bạn, tụ bài số 1 sẽ tác động ngược lại với cái hoàn cảnh hay môi trường hay câu chuyện của các bạn là như thế nào, và những cái gì nó xảy ra, năng lượng của bạn là như thế nào cho những cái gì nó đang xảy ra đấy. Tụ 1. Vậy thì ở trong cái trải bài của các bạn nha, ở đây mình đang nhìn thấy rằng là trong cuộc sống hay là trong công việc phương diện, bất kể thậm chí cả là công ăn việc làm mà tài chánh, tiền bạc của các bạn, tụ bài số 1, nó đang xảy ra một cái trở ngại, nó đang không có được suôn sẻ, nó có một cái lấn cấn. Vậy thì ở đây với cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, She of the Lotus, Lotus là hoa sen, nó đang cho mi đang thấy, chúng ta đang thấy được hai cái hình ảnh tương phản đó. Hoa sen thì được mọc nên từ bùn, hoa sen rất là đẹp và thanh cao. Bùn thì nó rất là tăm tối và nó không có được sạch sẽ. Vậy thì với cái năng lượng này, mình đang thấy là tụ bài số 1, bạn muốn đạt được cái hoa sen như là kết quả của hoàn cảnh, công việc, mối quan hệ, thậm chí là tài chánh của các bạn. Vậy thì cái aura nó đang một cách vô thức, nó lèo lái và nó điều khiển các bạn, tụ bài số 1 lặn ngược xuống sâu trong lòng nước ấy, để bạn chạm vào trong cái vũng bùn ở dưới đáy của cái hoa sen. Cái aura của các bạn nó đang trong cái giai đoạn, cái diễn biến là như vậy. Và cái việc này thì dĩ nhiên là nó không hề dễ dàng một chút xíu nào, tại vì bạn biết là trong cái vũng bùn đó, mọi thứ nó mập mờ, nó tối đen luôn. Nhưng mà tụ bài số 1 bạn vẫn muốn làm cái việc đó, bởi vì bạn đang muốn nhận định, bạn đang muốn judge, cái kiểu giống như là phán xử nè, phán xét, đánh giá, nhận định, thẩm định cái nguyên nhân, cái lý do, tình hình, tình huống mà tại sao nó lại sinh ra cái trở ngại cho các bạn tụ bài số 1 như vậy.
Thành ra là nó làm cho bạn giống như là chiếu lại tất cả những cái đoạn phim mà nó đã từng xảy ra rồi, bạn coi coi người này thế nào, người kia thế nào, cái hoàn cảnh lúc đó, cái câu chuyện, cái tình huống lúc đó là như thế nào, cái kiểu giống như vậy. Bạn nhớ lại từng mỗi một chi tiết để bạn cân bằng. Giữa đâu là cái việc đúng và giữa đâu là cái việc nên làm. Thậm chí nó có cả cái phần nhìn lại bản thân của mình, coi lại cái bản thân của mình luôn ở đây, ở các bạn tụ một. Kiểu giống như là bạn vẫn đang có một cái phần quy trách, cái trách nhiệm cho cá nhân bản thân của mình đã tạo nên, đã sinh ra cái khó khăn, cái trở ngại trong công việc hoặc là trong mối quan hệ hoặc cả là tiền bạc tài chính lúc này của bản thân của mình. Thành ra là bạn có nhiều cái dằn vặt, thậm chí cả là những cái việc là dằn vặt nữa. Rồi bạn cũng không biết là nguyên nhân nó đến từ đâu, rốt cuộc cuối cùng là sao mà nó lại là như vậy trong cái thời điểm này. Thành ra ở đây cái lá bài judge, bên dưới đây bạn thấy nè, cái người trong lá bài này họ đang bắt đầu sắp đặt một cái cán cân lên để họ tìm cái công bằng cũng như là cái cân bằng cho cái tình huống, cho cái hoàn cảnh. Mi hơi ngập ngừng một chút xíu bởi vì ở đây Mi đang nhìn thấy các bạn tụ bài số 1 á, bạn đang muốn xem cái việc mà bạn đã làm, liệu chừng rằng là bạn có nghĩ cho người khác nhiều quá, bạn đã giúp đỡ người khác, bạn đã thông cảm, bạn đã phối hợp với người khác có nhiều quá hay không mà lại là sinh ra cái cản trở, trở ngại, khó khăn cho chính bản thân của mình. Lúc trước đó, thậm chí cả như lúc này cũng vậy, bạn vẫn muốn có một cái nhìn nó gọi là công bằng và công tâm hơn cho cái tình huống, là liệu chừng không biết rằng là bạn đã quan tâm người ta quá nhiều rồi quên bản thân của mình, hay là bản thân của mình thực sự là nó có lỗi, hay là nó có cái giới hạn nào đó ở đây. Mà để tóm lại là bạn đang lục tìm cái ký ức để bạn truy cho ra bằng được cái gốc rễ, cái nguyên nhân của vấn đề, để mà bạn biết rằng cái đường đi nước bước sắp tới nó phải nên như thế nào và nó phải không nên như thế nào. Ở các bạn tụ bài số 1 nó có một cái gì đó nó hơi bị hiện tại bây giờ cái kiểu giống như nó đang hơi bị mất cân bằng một chút xíu. Bạn muốn có lại một cái nhìn nó chuẩn chỉnh hơn, lấy lại cái cân bằng. Bạn muốn cái nhìn nó xác thực hơn một chút xíu. Bạn muốn cái nhìn nó mang cái yếu tố mà thực tế và thẳng thắn hơn một chút xíu, công bằng, công tâm cho chính bản thân của mình cũng như là những cái người mà có liên quan luôn. Bởi vậy trong trái bài của các bạn, bạn nhận được một lá bài là Warrior Woman, nó là nữ chiến binh, hoặc là mình sẽ gọi luôn cả là nam nữ chiến binh, nói chung hết mình gộp lại một cái chữ thôi là chiến binh. Để bạn đang muốn vượt qua cái kiểu giống như là có vấn đề và mình muốn giải quyết vấn đề để cho nó yên ổn, nhưng mà cái cách mình giải quyết như thế nào để đừng có sinh ra thêm vấn đề nữa đó, và bắt đầu là nó khiến cho các bạn sợ. Bạn sợ cho nên là bạn mới lục tìm lại, bạn đánh giá, bạn suy nghĩ lại để mà bạn vượt qua được cái nỗi sợ đấy. Tụ 1. Thực ra trong trải bài của các bạn nó có cả hai cái lá bài này, nó đều là mang cái năng lượng lửa. Đây bạn thấy một đốm lửa này, cho bạn dễ vì sao mà mi lại nói lửa. Nó đều mang cái năng lượng lửa, hỏa, nó chủ về là cái sự tự tin của các bạn, về cái khả năng độc lập của các bạn tụ bài số 1 trong cái tình huống này. Cho nên mi vẫn đang thấy là cái việc mà các bạn lặn ngược vào trong nước để mà soi nhìn cái vũng bùn á, cái vũng bùn đó, thì ở đây mi đang cho, ở đây mi đang có một cái cảm giác là tụ một vẫn đang nhìn nhận ở cái góc độ cá nhân của các bạn á, cái vũng, để bạn hiểu rõ cái vũng bùn, kiểu giống như là bạn hiểu rõ những cái nó trúc trắc, nó thử thách, nó trở ngại, nó cản trở đấy, nó tối như cái vũng bùn. Thành ra mình dùng cái chữ vũng bùn để là một cái metaphor, là cái sự ẩn dụ các bạn nha. Cho nên mình dùng cái chữ như vậy nó ngắn gọn hơn so với việc là liệt kê một loạt thôi đấy. Ok, thống nhất để mình dùng cái chữ vũng bùn cho dễ diễn tả. Mình vẫn cảm nhận được đó là khi bạn nhìn lại cái vũng bùn, bạn thấy rằng là mình đã trải qua cái sự tăm tối như vậy, góc hạn hẹp, hạn chế của bản thân của mình là như vậy. Và bạn bắt đầu bạn chấp nhận cái mặt hạn chế, cái yếu điểm của mình, để bạn có thể kích hoạt lại được cái cảm xúc đó. Để bạn muốn tìm một cái cơ sở nào đó để duy trì cái sự tự tin, duy trì cái sự độc lập của mình, để mà bạn vững vàng, cho bạn không có còn bị xao động nữa đó.
để bạn đi tiếp cái hành trình phía trước, để mà bạn giải quyết cái công việc tiếp. Tại vì cứ có một cái cảm giác giống như là tụ bài số 1 ấy, với một cái vũng bùn như vậy mà mình vẫn hở ngoi lên trên được mặt nước và nở thành một cái đóa hoa sen. Vậy thì cái chặng đường phía trước, con đường phía trước nó đâu có cái gì là thực sự khó đâu. Đối với bản thân của mình, thành ra là một cách vô thức các bạn tụ bài số 1 có thể sẽ không nhận ra biết được cái aura của mình, là cái hào quang năng lượng của các bạn đó, cái hào quang khí chất của các bạn nó đang diễn biến giống như vậy. Bạn nhìn lại những gì đã qua để bạn chuẩn bị bạn đi tiếp thôi, chứ nó không có phải là kìm hãm hoặc là nó gây nên cho các bạn một cái gì đó nhục chí ở đây. My đang thấy ở chỗ là các bạn tụ bài số 1 đang trải qua một cái giai đoạn mà cái năng lượng của các bạn đang hội tụ lại tất cả vào trong bản thân của mình, để bạn nhìn thấy, lục lọi lại hồi ức, bạn kéo ra được tất cả những cái góc cạnh, khía cạnh của bản thân của mình. Mình đã làm gì, cư xử như thế nào, đã trải qua hay là đã gặp gỡ, hoặc là đã hành xử tốt thế nào, chưa tốt ra sao trong quá khứ, nó cái cách mình vượt qua, xử lý, giải quyết vấn đề, khó khăn tiền bạc mình tháo gỡ làm sao, không hiểu người này, không hiểu người kia, mình làm sao để mà hiểu, công ăn việc làm tự nhiên nó sinh ra lộn xộn như vậy thì mình sắp xếp sao cho nó bình ổn, nó an ổn lại, để bạn làm tiếp, để bạn đi tiếp. Bạn đang muốn là cái hành trình phía trước, mình vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn kết nối, vẫn giao tiếp với mọi người xung quanh, cho nó có hồn một chút xíu. Nó giống như trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn chỉ vất vả và hơi cực nhọc một chút xíu để mà bạn ngọ ngoại, bạn chui lên cái vũng bùn, vượt qua cái khó khăn đó. Thành ra nó giống như là bản năng sinh tồn và cái năng lực trỗi dậy của các bạn, nó giúp bạn đi cái chặng đường vừa qua thôi. Thành ra là tụ bài số 1 giống như là bạn đang muốn bạn đi cái chặng đường kế tiếp á, nó rõ ràng hơn, nó tỉnh táo hơn và nó có hồn hơn. Mimi đang có một cái cảm giác giống như là vậy. Bởi vì hai cái bài hai bên này nó mang cái năng lượng của hỏa. Hỏa lúc nào cũng chủ về là cái nhiệt huyết. Hỏa nó chủ về là cái đam mê hay là một cái gì nó thôi thúc. Vậy thì tự nhiên với cái năng lượng này, nó đang cho mình nhìn thấy chắc chắn một điều rằng là cái chặng đường phía trước của bạn ấy, nó sẽ chứa đầy những cái năng lượng như cái sự thôi thúc. Cho nên nó sẽ tạo ra cái kết quả đó. Ý mình là vậy. Nó sẽ tạo ra được cái kết quả. Công việc của bạn nó sẽ tỏa sáng này, công việc của bạn nó sẽ đạt được cái độ hiệu quả và tương tác vì hai cái lá bài này bằng một cách nào đó. Nó vẫn là một cái lá bài nó đang cho mình nhìn thấy nhá, không chỉ là bạn hiểu bản thân của mình, bạn còn hiểu cả người khác đó, để bạn kéo người khác đi chung với bạn đấy. Cái điều mà mình đang cảm nhận nó có cái lòng trắc ẩn, một cái sự cảm thông tốt bụng của tụ bài số 1 là ở trong đó. Bạn biết cái đường để bạn kéo cả người khác đi chung với mình. Thành ra là ở đây nó đang cho mình nhìn thấy nha, giai đoạn này có thể sẽ tốn của tụ bài số 1 khoảng vài tuần để mà bạn giống như là bạn làm sạch lại và bạn hiểu rõ cái aura của mình nó đang là như thế nào. Xong sau đó là nó giống như một cái giai đoạn kích hoạt nó qua một cái giai đoạn khác mà bạn đang chuẩn bị, bạn tạo ra một cái điều gì đó. Bạn đang chuẩn bị ở đây cụ thể thì mình đang chưa nhìn thấy, nhưng mà khả năng là cái bạn đang gọi là bạn đang chuẩn bị giống như là viết lên một cái trang sách mới, một cái giai tạo nên một cái giai đoạn mới trong công việc của mình, trong cái chặng đường kế tiếp của mình đó. Vì cái lá bài này bạn cho mình nhìn rõ một chút xíu nhé. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của lá bài The Empress trong trải bài của tụ bài số 1. Là năng lượng gì nhé? Bạn nhận được là Chariot cổ xe. Năng lượng của Empress. Thì ở đây My đang thấy giống như là tụ 1 á, bạn không muốn là bạn sống trong một cái thế giới, một cái năng lượng, một cái cảm xúc đẹp mà
bạn bạn e rằng bạn e rằng là kiểu giống như là chỉ có mỗi mình bạn hiểu cái điều đó. Bạn muốn cho cả những ở đây nó đang có một cái lá bài Empress tụ bài số 1 để mình đưa ra một cái ví dụ mà nó khá gần gũi trong cái đời sống hàng ngày mà chắc có lẽ ai cũng có thể cảm nhận một cách sâu sắc được. Bạn hình dung giống như những cái người phụ nữ đi, họ có cái khả năng là có thể mang bầu được và đẻ con được. Thì cái chuyện mang bầu đẻ con thì ok, chỉ cần có giống là mình mang bầu mà mình đẻ con được thôi, đẻ được thì mình vui, mình hân hoan và mình vui vì cái khả năng đó, mình vui vì đứa con của mình đẻ ra. Nhưng mà kiểu giống như cái người phụ nữ này mình đang nói, cái năng lượng chung của tụ bài số 1 á, họ muốn mọi thứ nó phải nằm được trong cái tầm kiểm soát, ví dụ như giống có tốt hay không đó, kiểu giống vậy. Rồi đây có phải là cái thời điểm mà sức khỏe của mình nó là căng tràn sức sống trước, căng tràn sức sống nhất có thể chưa, để mà là giai đoạn tốt nhất để mình thụ thai hay chưa? Rồi từng mỗi một bước như vậy trong vòng 9 tháng 10 ngày thì cái giai đoạn nào nên làm gì là tốt nhất và phù hợp nhất với cái bầu và thai nhi, thì cái người phụ nữ đó họ sẽ áp dụng cho nó đúng để nó tạo ra một cái một 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 đứa con mà trong mọi nỗ lực, trong mọi cố gắng, trong mọi khả năng của cái người phụ nữ đó, họ 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 không muốn hối tiếc đó. Mới đang có một cái cảm giác bạn áp cái câu chuyện này vào trong cái hoàn cảnh tình huống thực tại của bạn để bạn hiểu rõ cái aura của các bạn tụ bài số 1. Bạn không có muốn là ăn may, bạn cũng không có muốn là người khác họ 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 có những cái mà nhìn nó không có chuẩn chỉnh. Bạn cũng không muốn bản thân của mình cảm thấy nó không chắc mà cứ nhào thẳng về phía trước. Bạn muốn mọi thứ nó phải rành rõ ra hết cho bản thân của mình cũng như cả là những cái người xung quanh, vì bạn đang chuẩn bị nuôi dưỡng một cái nó giống như một cái mục tiêu, một cái con đường phía trước, một cái phần công việc phía trước đó, nó giống là như vậy. Để bạn có thể thực sự biết biết đâu nó có thể sẽ là một góc độ của các bạn tụ bài số 1 để bạn muốn nhìn nhận rõ ràng mọi việc, để bạn đóng lại một cái dự án nào đó, bạn cắt một cái kết nối nào đó, bạn kết thúc một cái giai đoạn chu kỳ nào đó, rồi về bạn bắt đầu lại mọi thứ với cái ý thức, với một cái ý niệm nó rõ ràng, với một cái kinh nghiệm, điểm giới hạn, điểm mạnh rõ ràng hết luôn đó. Nó giống là như vậy, tụ bài số 1. Thành ra là ở đây trong một cái giai đoạn á, bạn muốn xóa tan hết tất cả những cái mà linh tinh lang tang xung quanh để mà bạn tạo ra một cái nhìn nó mang cái tính tổng quát và thực tế vững vàng để mà tiến về phía trước. Ở đây mình đang nhìn thấy như vậy ở ở góc độ các bạn tụ bài số 1 đấy. Ok, chắc là chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây các bạn nhé. Mong rằng là bạn hiểu rõ hơn về cái bản thân của mình để bạn biết rằng là nội tâm nè, năng lượng nội tại cũng như là ngoại cảnh nó đang có cái gì diễn ra và nó độ tương thích như thế nào, để bạn ăn khớp lại như vậy, bạn giải quyết và bạn sống cuộc sống của mình nó hiệu quả hơn. Tụ bài số 1 chúc phước lành, mình tạm ngừng ở đây nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2, đây là trụ đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem rằng là cái vầng hào quang, khí chất, cái aura của các bạn đấy, hiện tại bây giờ nó đang toát ra một cái điều gì. Điều này có nghĩa rằng cái tác động của ngoại cảnh, những sự việc xảy ra xung quanh với các bạn tụ bài số 2 tác động lên bạn, và bạn cũng có một cái phản ứng ngược lại một cách vô thức mà không biết là các bạn nhận ra được hay không, cái năng lượng hào quang aura của các bạn đấy. Vậy thì ở đây mới đang thấy được rằng là sâu thẳm trong cái, nó giống như là trong tâm thức của các bạn tụ hai vậy, bạn đang muốn tạo ra một cái sự thay đổi nào đó, bạn đang muốn tạo nên một cái sức ảnh hưởng, một cái tầm ảnh hưởng, bạn muốn chuyển đổi, bạn muốn xoay chuyển một cái điều gì đó mà mọi thứ nó phải thật sự là vững vàng. Tại vì có vẻ như với cái năng lượng này, bạn thấy những cái gì nó đang diễn ra xung quanh cuộc sống, công việc, cả là mối quan hệ của các bạn, hình như nó đang không phù hợp với các bạn chăng? Nó đang gây một cái ảnh hưởng không tích cực và tốt đẹp lên cho các bạn, cho nên bạn muốn tạo một cái sự thay đổi. Nhưng mà ở các bạn tụ bài số 2 thì nó có cái phần khá là kỹ đây. Bạn muốn mọi thứ nó phải chắc chắn, nó phải cẩn thận và phải có, giống như bạn muốn tạo một cái gốc rễ của một cái vấn đề, bạn đang muốn tạo cho mọi người sống có căn có cơ hơn, có gốc có nguồn có cội hơn, thay vì là nó đấy, tất cả mọi thứ nó đang diễn ra xung quanh các bạn cứ có một cái cảm giác là
Nếu như mình có cái cảm giác là nó lệch đi với cái năng lượng tần số, nó lệch đi với cái tiếng gọi tâm hồn, nó lệch đi với lại một cái sự thôi thúc, một cái khao khát nào đó trong lòng của các bạn tù bà số 2. Bởi vậy cho nên bạn mới nhận được một cái lá bài đại diện chọn tụ. Bạn nhìn cái lá bài này, bạn không cảm nhận được hết. Đây là những cái vần hào quang của ánh sáng, và ở bên dưới là the seamless unspeakable. Nó giống như là nói mà nói hoài, nói giống như là nước đổ đầu vịt á, mãi nó cũng không có được cái gì, nó không có cái độ tương thích, nó không có cái độ phù hợp giữa các bạn tụ bà số 2 và những cái người xung quanh các bạn. Thành ra là bạn đang muốn ở đây kế bên nó lại có một cái lá bài là guide, là một cái sự hướng dẫn. Guide là bạn giống như bạn muốn cho người ta thấy một cái dẫn chứng, một cái gì đó nó rành mạch, một cái gì đó nó phải giống như, vì ở đây nó có một cái con cú, nó giống như mình nhìn thấy là bạn muốn soi sáng cho người ta. Bạn muốn kích hoạt một cái gì đó nó tốt đẹp, bạn muốn mọi người xung quanh họ thông suốt, bạn muốn tạo ra một cái sự thay đổi mới, một cái định hướng mới, một cái con đường mới. Nơi đó mọi thứ nó đều phải nằm trong một cái khuôn phép nào đó, nó phải nằm trong một cái khuôn khổ nào đó, nó phải nằm trong một cái nguyên tắc nào đó, nó phải đúng đắn. Tóm lại là nó phải đúng đắn. Nó giống như cái tower, bạn sẽ thấy cái tower là cái tòa tháp. Để mà một cái tòa tháp nó vươn cao lên vậy, kiểu giống như là con người sống nó phải có những cái gốc rễ cội nguồn, có những cái giáo lý, có những cái đạo đức căn bản thì mới có thể sống tốt được đó. Giống như là cái tòa tháp này nó phải có một cái móng nó cắm sâu vào trong đất rồi thì mới xây cao, thì bao nhiêu thì cao. Chứ làm cái gì mà cao thiệt là cao như vậy rồi không có cái gốc rễ, không có cái căn bản căn nguyên, rồi thì gió chút xíu, bão mưa một chút xíu là ngã đổ ngay. Đó, kiểu giống như vậy, cả là trong công ăn việc làm cũng vậy, đối nhân xử thế giữa người và người với nhau cũng vậy. Bạn muốn mọi thứ nó phải có một cái căn bản nào đó, ở đây mình đang thấy như vậy. Thành ra là bạn biết điều này là không hề dễ dàng, bởi vì có vẻ như là với cái năng lượng này, mình đang nhìn thấy là có thể là về góc độ công việc đi chăng nữa của các bạn thì người ta đang hoạch hoè các bạn. Người ta ở đây có thể sẽ là sếp hay là những cái đồng nghiệp, hoặc là cái cơ quan bên ngoài hoạch hoẹ các bạn chăng. Còn trong các mối quan hệ thì người ta đang nói trời nói đất, nói kẻ cả, nói trịch thượng, nói linh tinh lang tang đủ hết các kiểu. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng á, nó không có cái căn bản của gốc rễ vấn đề. Cho nên ở đây mi đang thấy tụi bà số 2, bạn hiểu, bạn thấy được cái điều đó. Cái aura của các bạn nó đang rất cẩn thận, từng bước một sáng dần dần để giúp bạn có thể lóe lên được một cái điều gì đó mà bạn vẫn đảm bảo được là bạn có những cái cử chỉ hành vi đẹp đối với người ta, nhưng mà bạn cái cử chỉ hành vi đẹp đó là cho người ta thấy rõ luôn, cho người ta thấy rõ, người ta hiểu được là bạn không tương thích, bạn không có phù hợp với những cái kiểu giống như vậy. Bạn sẵn sàng có thể sẽ rời đi, bạn có thể sẽ tìm cái người nào đó, hoặc là cái đơn vị hay cái cơ quan nào đó, hoặc thậm chí cả là một cái mối quan hệ, một cái kết nối nào đó mà nó kết hợp với các bạn, nó tương đồng, nó tương thích, nó cùng cái tần số và năng lượng với các bạn, nó cùng cái aura với các bạn luôn. Mình đang có một cái cảm giác như vậy. Bạn sẽ thử một lần, bạn sẽ cố một lần, nếu như mà không được thì bạn sẽ kiểu giống như là dứt áo ra đi. Nhưng mà ở đây là cái chuyện đó là nó đến sau nha. Còn cái chuyện mà nó hiện tại hiện hữu rõ đây, cái aura của các bạn, thì mình đang nhìn thấy là bạn đang thực sự là muốn rất là thiện chí trong cái việc này. Bạn muốn soi đường chỉ lối và dẫn dắt mà không mong cầu được hồi đáp gì cả ở đây cho cái ngoại cảnh, cho cái môi trường xung quanh. Bạn có thể với cái năng lượng này, biết đâu bạn viết lại một cái giống như là bạn đang chuẩn bị tạo ra một cái điều lệ, điều luật nào đó, tùy cái phạm vi công việc của bạn. Giống như bạn viết lại điều lệ, điều luật nè, bạn viết lại một cái sự hướng dẫn nào đó, bạn tạo ra một cái định hướng nào đó, hoặc là bạn thiết lập lại một cái buổi đào tạo, huấn luyện, training nào đó chăng. Và cái quan trọng ở chỗ là mình thấy tụi hai bạn nhận ra được một cái điều là bất kể cái gì trong cuộc đời này nó cũng đều có cái giá của nó cả, cả là cái sự thay đổi, cả là cái sự tái thiết lập trở lại. Nó đều có một cái giá nào đó mà mọi người xung quanh á, kiểu giống như là họ sẽ không còn giữ được cái lề nếp, cái lề thói cũ nữa. Ở đây mình đang nhìn thấy giống như là bạn muốn kiểm soát lại mọi việc, bạn muốn dẫn đầu lại mọi việc, bạn muốn tạo nên một cái cuộc cải cách hoàn toàn luôn. Ở đây mình đang thấy cái aura của các bạn tụ bài số 2 là như vậy. Ok, để mình xem là ở đây nó có một cái lá bài Ace of Swords, bạn cho mình nhìn một chút xíu nhé.
tụ tụ hai. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài Ace of Swords trong trải bài của tụ bài số 2. Nói lên điều gì trong aura của các bạn tụ 2. Ok, bạn có một cái lá bài là Hangman nhé. Bạn có một cái lá bài King of Swords. Và cuối cùng là một cái lá bài là Judgment. Bởi vậy, ở đây mình đang nhìn thấy kiểu giống như là bạn tụ... tụ hai aura của các bạn, bạn đang muốn đưa ra một cái quyết định, bạn đang quyết định là làm một cái việc khá là lớn, nhưng mà để đảm bảo mọi thứ nó diễn biến suôn sẻ, thành ra là bạn đang muốn nhìn nhận lại, bạn đang muốn xem là cái lúc nãy mình nói là mọi thay đổi đều có cái giá đó, kiểu vậy. Giống như là bạn đang muốn nhìn xem là nếu bạn tạo ra một cuộc cải cách mới này, nếu bạn vẽ ra một cái con đường mới này, nếu mà bạn muốn tái tạo lại mọi thứ như vậy, thì liệu chừng cái mà nó giống như là cái mức thiệt hại và cái lợi ích đó, nó có một cái độ chênh lệch như thế nào, bạn muốn lật cái quan điểm đó cho mọi người xung quanh thấy được rõ. Bạn đang muốn tạo ra một gọi là giống như là bạn đang muốn vẽ ở đây. Tóm lại là bạn tụ bà số 2 ở đây, mới đang thấy rằng là bạn đang muốn dẫn dắt mọi người để họ có thể thông suốt, để họ có thể giác ngộ, để họ có thể tỉnh thức, để họ có thể hiểu rõ. Bạn thay đổi cái quan điểm, bạn muốn thay đổi cái tư duy của người ta. Nó là như vậy. Ok, rồi đến đây mi sẽ tạm ngừng tụ bà số 2, bởi vì dẫu sao bạn đã hiểu được cái aura của các bạn nó đang là như thế nào, để bạn tương thích nó với những cái gì đang xảy ra bên ngoài, để rốt cuộc cuối cùng bạn có những cái hành động, những cái quyết định, những cái lựa chọn mà nó sẽ hiệu quả nhất trong cuộc sống, công việc, cả là mối quan hệ của tụ bài số 2 nhé. Đến đây mình sẽ tạm ngừng. Chúc các bạn mọi phước lành. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 3, đây là trụ đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là cái hào quang khí chất là aura của các bạn ấy. Aura là có nghĩa là những cái sự việc nó đang xảy ra xung quanh, nó tác động đến các bạn tụ bài số 3. Nhưng mà tụ bài số 3, cái năng lượng, cái bản năng sinh tồn, cái nó giống như cái vibe của các bạn cũng đang muốn tác động ngược lại, phản ứng ngược lại với cái hoàn cảnh, với cái câu chuyện, với ngoại cảnh là như thế nào. Chúng ta đang coi cái aura là như vậy. Có lẽ cái aura bạn đang thấy... có thể là bạn sẽ thấy khá nhiều ở trên mạng đó, aura, mình nghe mấy cái nhạc là như làm sạch aura của mình, làm sạch cái hào quang của mình đấy. Vậy thì ở đây mình đang nhìn thấy cái hoàn cảnh trong cuộc sống của các bạn tụ bài số 3, nó đang có một cái sự việc, một cái diễn biến nó đang diễn ra mà bạn kiểu giống như là bạn suy nghĩ nhiều lắm. Bạn vắt óc ra, bạn cứ lấn tới để bạn suy nghĩ về cái việc đó. Thành ra là ngoại cảnh là một cái việc nào đó nó tác động lên các bạn nha, mà cái suy nghĩ của bạn, cái tư duy, cái đầu óc của mình á, cứ cố tìm cách, cứ cố suy nghĩ thôi. Nhưng mà trong khi đó aura nó là một dạng năng lượng, cái aura là cái hào quang nó toát ra, cái khí chất nó toát ra xung quanh con người của mình, thì ở đây mi đang nhìn thấy nó đi hơi ngược lại một chút xíu so với lại cái suy nghĩ, cái mạch suy nghĩ, cái tư duy của các bạn tụ bài số 3. Ở đây mình đang nhìn thấy là có thể các bạn tụ ba, bạn muốn chấm dứt hay giải quyết hay kết thúc một cái việc nào đó cho nó nhanh đi. Nhưng mà cái aura của các bạn á, cái năng lượng, cái hào quang năng lượng của các bạn, thì ở đây nó cứ đẩy các bạn tụ bài số 3 thả lỏng ra, bắt đầu là suy nghĩ lại, bắt đầu là lục lọi lại trong cái trí nhớ, trong cái ký ức, trong cái kinh nghiệm, trong trải nghiệm của các bạn. Nhiều những cái sự việc đã từng xảy ra trước đây rồi, bạn hồi tưởng, bạn nhớ lại coi làm sao.
Để mà bắt đầu là bạn thay cái góc nhìn của hiện tại đi. Hiện tại bạn có muốn là tới làm tới làm tới, nghĩ làm sao cho nó ra, nghĩ làm sao sao cho nó thông, nghĩ làm sao cho nó xong á, nhưng cái aura của bạn ngược lại, aura của bạn đi từng bước, đi từng tầng, đi từng cái giai đoạn. Để kiểu giống như bạn là bạn muốn cắt bỏ mọi phiền toái cho nó nhanh, còn aura thì mình là muốn giải quyết nó giống kiểu kiểu giống như vậy. Nhưng mà tất cả đều là trong con người của các bạn tụ bà số 3 cả nha. Cái tư duy suy nghĩ và cái aura là cái năng lượng là nó khác nhau. Thành ra bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái thời điểm mà con người của các bạn tụ bà số 3 tự nhiên cái nó thả lỏng ra. Nó thả lỏng ra, nó dung hòa. Nó kiểu dung hòa là tại vì đấy là những cái thời điểm mà cái aura của các bạn nó đang đẩy cơ thể của mình á, giống như là nhìn những cái bức tranh nó rộng hơn, hồi tưởng nó xa hơn, nhớ lại nhiều những cái sự việc giai đoạn dẫn chứng trước đây để mà nó dung hòa, nó cân bằng cái năng lượng lại, để cho bạn không có cảm thấy nó hơi mông lung, hoặc là bạn cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân, không biết vì sao mà mình không làm được việc này, không giải quyết được cái chuyện kia, cho nên nó làm cho bạn khá là xôn xao, mất đi bình tĩnh, không có được cái nhìn nó thực tế, nó chuẩn chỉnh, nó cái kiểu giống giống là như vậy. Thì aura của bạn nó đang dọn dẹp tất cả những cái năng lượng đó. Thành ra là từ từ các bạn tụ tụ ba nó giống như là cái aura nó đang điều khiển để cái trí tuệ, ok, nó nhiều khi mình cũng bối rối, cái trí tuệ và cái tư duy của các bạn tụ bà số 3 bắt đầu là hiểu được là chấp nhận cái giai đoạn hay là cái hoàn cảnh hiện tại bạn đang ở đâu, thì nó phải có từng bước, nó phải có cái tiến trình, nó phải có cái quy trình, nó phải có từng bước như vậy. Bạn chấp nhận cái giai đoạn mà mình đang ở mắc kẹt, đang ở đó, chứ không có nghĩ tới tìm cái cách mà cắt cho nó xong. Đã chấp nhận cái hiện tại, chấp nhận cái hoàn cảnh, rồi từ đó bắt đầu những cái dấu hiệu đó. Cho nên lúc nãy mình mới nói là ở đâu cái lá bài này, xong mình vừa mới nói xong, đôi khi mình nói mà có những cái mạch suy nghĩ khác nó nhảy vào trong đầu á. Nên là lúc nãy mình vừa mới nói xong, các bạn là tụ bài số 3 là kiểu giống như là bạn sẽ nhìn cái sự việc này ở những cái góc độ khác nhau á, cho nên là cái aura nó đang muốn các bạn trầm xuống, lặng lại, chấp nhận cái giai đoạn hiện tại, tình hình tình huống hiện tại, xong rồi tìm chờ nhận thấy những cái dấu hiệu, những cái kẽ hở, những cái con đường, những cái giải pháp, những cái góc nhìn khác, rồi lúc đó mới bắt đầu là hành động tiếp. Lúc đó mới bắt đầu là đi tiếp từng bước một, chứ không có phải là dồn ào ào rần rần như vậy, đâm ra là dục tốc nó bị bất đạt đó. Cũng giống như tìm cả một cái dấu hiệu, một cái sự trợ giúp nào đó chăng, một cái sự kiên nhẫn đủ để chờ một cái sự xét duyệt nào đó chăng, thậm chí cả là một cái sự phê duyệt, một cái sự xét duyệt nào đó chăng, để bảo vệ các bạn thuộc bài số 3 khỏi đưa ra những cái quyết định mà những cái hành động mà rốt cuộc cuối cùng nó lại làm cho các bạn, đẩy các bạn thuộc bài số 3 vào một cái tình huống nó bị rủi ro. Rốt cuộc cuối cùng á, bạn có thể sẽ nhận được một cái sự thông suốt, một cái sự thông qua nào đó, một cái sự hỗ trợ, một cái ký duyệt, một cái phê duyệt mà bạn vội vã, bạn gấp gáp quá, đâm ra cuối cùng nó làm cho cái tình trạng của bạn, hoàn cảnh của bạn, hồ sơ của bạn, tình huống của bạn, nó đâm ra nó bị nó dở đi. Kiểu giống như là bạn cứ nghĩ tới nó phải như thế này nè, mình nên hành động như thế này thì nó sẽ tốt, mà cái tốt nó chỉ là giống như là bạn bạn cầm đèn bạn chạy trước ô tô, không biết tụi ba bạn biết câu đó hay không. Kiểu như vậy, làm sao mình có thể chạy trước được ô tô, trong khi đó ô tô nó sáng hơn mình, vẫn nhanh hơn mình, nó giống vậy. Cho nên cái aura của các bạn đang muốn các bạn chậm lại, chậm lại, đường đi nước bước nó rõ ràng, nó sẽ xuất hiện cho các bạn tụ bài số số 3. Cẩn thận một chút xíu, điềm tĩnh một chút xíu, tránh gây ra kịch tính cho chính bản thân của mình. Nhìn những cái góc độ mà nó tiềm năng một chút xíu, và nó có cái nhìn đơn giản, căn bản một chút xíu, rồi cái gì nó cũng nhừ, kiểu giống như từ từ rồi nó sẽ nhừ đó. Vì vì bạn đang nhìn cái sự việc hoàn cảnh của mình bằng một cái con mắt nó không có còn cái thuần khiết ở đây nữa. Nó giống như là cái mong muốn của các bạn, cái khao khát của bạn nó đang điều khiển, mà cái mong muốn, cái khao khát này nó nhiều quá, nó vượt lên trên cả cái mong muốn và khao khát. Mình muốn dùng cái chữ cho nó tích cực thôi, nó giống như là một cái nỗi sợ và một cái sự tham lam đó. Nó thôi thúc, nó dẫn, nó đẩy các bạn, cho nên bạn suy nghĩ nhiều quá đi. Nó không có còn được đúng cái bản chất nguyên bản căn bản của hoàn cảnh của các bạn. Nó aura chậm các bạn lại, aura là hào quang năng lượng của các bạn, nó chậm các bạn lại.
để bạn có những cái bước chuẩn bị tốt hơn và bạn đánh giá tình huống chuẩn hơn. Và rốt cuộc cuối cùng á, ở đây rốt cuộc thì hỏi cái kết quả như thế nào luôn. Mình thấy là nhờ bạn cẩn thận, nhờ bạn đủ được cái sự bình tĩnh như vậy và nhìn mọi thứ nó ở góc độ khác nhau, đánh giá đúng hơn cái hoàn cảnh của mình. Bạn đánh giá chưa đúng đâu, aura đang làm chậm lại để bạn đánh giá cho nó đúng đó. Sao tự nhiên ở đây mi đang nhìn thấy một cái là aura giúp, có nghĩa là bạn đang tự giúp mình rất là nhiều đó. Nhưng mà trong người mình nó có nhiều cái lắm bạn, nào là soul, linh hồn, tâm thức, thần hồn, thần thức, rồi thêm gọi aura là năng lượng, nhiều lắm các bạn. Cho nên bạn hình dung tụ bài số 3, bạn không bao giờ đơn độc hay là cô độc trong bất cứ một cái chuyện gì đâu. Người mình không á, chính bản thân của mình là giúp mình rất là nhiều, không có cần phải chạy ra ngoài. Đây là cái trải bài nó đang cho mình nhìn thấy, không có cần phải chạy ra ngoài. Đấy, cái aura rút cuộc cuối cùng á, cho bạn đúng lại cái nhịp của mình và bạn bắt đầu làm mọi chuyện nó suôn sẻ, nó trôi chảy từ đây mà đi. Thậm chí bạn nhận được cái sự phê duyệt, xét duyệt, như lúc nãy mình liệt kê một vài những cái ví dụ á, nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, phê duyệt, xét duyệt, động viên, hướng dẫn của cái người mà bạn đang cần nữa. Mình đang nhìn thấy như vậy, rốt cuộc cuối cùng cái chuyện của bạn nó thông, nó khai thông được. Nhưng mà ngay từ đầu là bạn đã phải nhìn ở cái góc độ khác đi so với hiện tại bây giờ bạn đang bị mắc kẹt. Đấy, thành ra rốt cuộc cuối cùng cái hoàn cảnh của tụ bài số 3 là như vậy. Bạn có được cái câu trả lời rồi, cho nên đến đây mình sẽ tạm ngừng bạn nhé. Bạn đã hiểu mình, trong cơ thể của mình nó đang có cái gì nó diễn ra tương thích với lại cái ngoại cảnh, thì từ đó bạn dễ hơn cho mình á có được cái hành động và mang đến cho mình cái thuận lợi và thành công cũng như là phước lành tụ bài số 3 nhé. Mình sẽ tạm ngừng ở đây. Chúc mọi thuận lợi tụ 3. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Bye bye.